các số trong tuần và Trần Như xin kính chào quý vị. Kính thưa quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay 20 tháng 12, giá điện tại Việt Nam sẽ tăng thêm 5%. Theo thông báo của Bộ Công Thương Việt Nam thì giá bán điện bình quân hiện tại là 1242 đồng/kWh và được biết là sẽ tăng lên thành 1304 đồng/kWh. Nhưng giá điện sinh hoạt bậc thang cho những hộ nghèo và bậc thang từ 0 đến 100 kWh một giờ tạm thời không tăng trong điều chỉnh giá lần này. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Phúc Việt cho biết giá điện phải tăng vì giá hiện hành đang được bán dưới giá thành. Đồng thời, việc tăng giá lần này cũng bù lỗ cho một phần cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Được biết, theo báo cáo Tài chính năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thì tổng số nợ của Tập đoàn này lên đến gần 200.000 tỷ đồng, chiếm gần 80% tổng nguồn vốn. Một trong những nguyên nhân chính gây thua lỗ là do đầu tư kém hiệu quả, đồng thời các nhà máy thủy điện thiếu nước nên phải chạy dầu và mua điện ngoài hệ thống với giá cao gấp 3-4 lần giá bình quân. Kính thưa quý vị, 457 triệu đô la là số tiền mà Ngân hàng Thế giới World Bank đồng ý cho Việt Nam vay trong tài khoá 2012. Tin cho biết khoản tiến dụng này sẽ được sử dụng cho các mục tiêu sau. Trước hết là để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại ba thành phố, Lào Cai, Phủ Lý, Vinh với nguồn vốn là 210 triệu đô la Nguồn tiến dụng 97 triệu đô la dành cho dự án giúp chính phủ tăng cường khả năng tiếp cận của các cộng đồng dân cư nông thôn với các thị trường, các cơ hội kinh tế phi nông nghiệp và dịch vụ xã hội Nguồn vốn tiến dụng 150 triệu đô la còn lại là dành cho dự án hỗ trợ giảm nghèo thứ 10 tại Việt Nam với mục tiêu duy trì động lực cải cách cần thiết đưa Việt Nam trở nên nước có mức thu nhập trung bình Khoản tín dụng 457 triệu đô la Mỹ của World Bank vừa chuẩn thận cho Việt Nam vay có thời gian trả nợ là 25 năm. 5 năm sau khi các dự án triển khai là đến thời điểm bắt đầu trả nợ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 11 tháng qua đạt hơn 183 tỷ đô la. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, những mặt hàng xuất khẩu chính như gạo, thủy sản, dệt may đều tăng trưởng mạnh. Theo đó, mức tăng tổng cộng so với cùng thời gian năm ngoái là 30,4%. Tính riêng thì tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2011 đạt hơn 87 tỷ đô la, vượt 10% chỉ tiêu. Và kim ngạch nhập khẩu là 96 tỷ đô la, tăng 26,5%. Cũng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, giới điều hành xuất khẩu gạo Việt Nam dự báo rằng lượng gạo xuất khẩu Việt Nam trong năm tới sẽ không cao như năm nay, nhưng vẫn khả quan và nông dân sẽ được lời chừng 30%, thậm chí nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, tính đến hết tháng 11 vừa qua, tại Việt Nam đã có hơn 96.000 người bị nhiễm bệnh tay chân miệng, khiến cho 156 người tử vong, trong đó hầu hết là trẻ em. Theo nguồn tin từ Bộ Y tế, từ tháng 9, số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng giảm trung bình từ 3.000 xuống còn 2.460 ca một tuần trong tháng 11. Dịch tay chân miệng bộc phát mạnh tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Năm 2008, khoảng 10.000 đến 15.000 ca được báo cáo mỗi năm số trẻ thiệt mạng vì bệnh này chỉ trong khoảng 20 đến 30 mà thôi. Hôm thứ hai tuần này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh của Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, công bố văn bản khuyến cáo du khách đến Việt Nam phải tự bảo vệ khỏi bệnh tay chân miệng bằng cách đề phòng và tuyệt đối giữ vệ sinh cá nhân. Thưa quý vị, một phần năm số công ty Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam cho biết bị thiếu công nhân có tài nghề. Đó là kết quả của một cuộc khảo sát mới đây của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản Jasso. Jetro cho biết cuộc điều tra của họ tại 190 công ty Nhật Bản có cơ xưởng ở Việt Nam cho thấy rằng chừng 20% nói có khó khăn trong việc bảo đảm đủ số nhân công làm việc cho nhà máy của họ. Hãng thông tấn Kyodo khi loan tin này cho biết tại Việt Nam lương công nhân gia tăng theo tốc độ phát triển kinh tế, trong khi cạnh tranh khốc liệt về nguồn nhân lực có tài nghề khiến cho tỷ lệ công nhân chuyển chỗ làm cũng nhiều hơn. Tình hình thiếu hụt lao động đặc biệt nghiêm trọng ở các công ty lớn. Ngoài ra, nguồn nhân lực địa phương có trình độ quản lý cũng là một vấn đề cho các công ty Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam. Và cuối cùng thưa quý khán thính giả. Việt Nam sắp đón tiếp vị khách nước ngoài thứ 6 triệu. Báo chí trong nước trích dẫn các giới chức Tổng cục Du lịch cho biết, ngành du lịch Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức một buổi lễ tại thành phố Hạ Long để đón vị khách đặc biệt này. Các số liệu thống kê cho thấy trong 11 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón hơn 5 triệu 400 ngàn lượt khách nước ngoài, tăng gần 18% so với cùng năm ngoái. Tính đến nay, du khách từ Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thị trường du lịch Việt Nam với hơn 1 triệu 200 ngàn lượt người trong năm nay, tăng 49%. Những con số trong tuần và trên Như xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp tới.